Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 316. Phật thuyết Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp Kinh quyển 13, phẩm 4, Như Lai Chẳng Thể Nghĩ Bàn, phần 7. Lại nữa, Xá Lợi Tử, sao gọi là bốn pháp sở úy? Vô sở úy chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai mà các Bồ Tát trụ tính phải nên sinh lòng tinh thanh tịnh, vượt lên sự phân biệt để mọi nghi hoặc cho đến sinh ý tưởng hư hữu. Này Xá Lợi Tử, pháp vô sở úy của Như Lai có bốn thứ. Do Như Lai có đầy đủ bốn vô sở úy này, cho nên biết rõ thắng xứ, ở trong đại chúng rống tiếng rống sư tử, chuyển phạm luân vi diệu. Ngoài ra các sa môn bà la môn các đều không thể chuyển, tất cả thế gian trời người ma phạm, không có pháp nào bằng với Như Lai. Này Xá Lợi Tử, bốn vô sở úy là gì? Một là nhất thiết trí vô úy, nghĩa là Phật Như Lai đầy đủ trí thù thắng vô thượng, ở trong đại chúng nói như vậy. Ta thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Pháp này chỉ có Phật mới tự chứng biết. Ngoài ra các hàng trời người thế gian không có pháp nào bằng với pháp Phật nói. Như Lai nhờ pháp này cho nên thành chánh đẳng chánh giác. Sao gọi là Như Lai thành chánh đẳng giác? Vì tất cả pháp bình đẳng cho nên Phật Như Lai thành chánh đẳng giác. Đối với các pháp không cao không thấp, hoặc pháp dị sinh, hoặc pháp thánh nhân, hoặc pháp chư Phật, hoặc pháp hữu học, hoặc pháp vô học, hoặc pháp duyên giác, hoặc pháp Bồ Tát, hoặc pháp thế gian, hoặc pháp xuất thế gian, hoặc pháp có tội, hoặc pháp không tội, hoặc pháp hữu lậu, hoặc pháp vô lậu, hoặc pháp hữu vi, hoặc pháp vô vi. Đối với các pháp như vậy, Như Lai đều bình đẳng. Đây gọi là Như Lai hiện thành chánh giác. Trong đó sao gọi là bình đẳng? Nghĩa là không bình đẳng. Vì thấy được tự tánh, vô tướng bình đẳng, ấy là tướng tự tánh, vô nguyện bình đẳng, ấy là tam giới tự tánh, vô sinh bình đẳng, ấy là sinh tự tánh, vô tác bình đẳng, ấy là tác tự tánh, vô khởi bình đẳng, tức là khởi tự tánh, vô hàm tàng bình đẳng, tức là hàm tàng tự tánh. Như đã nói, bình đẳng, tức ba đời bình đẳng, minh giải thoát bình đẳng, tức vô minh hữu ái tự tánh, niết bàn bình đẳng, tức các hành tự tánh. Này Xá Lợi Tử, vì các pháp bình đẳng như vậy cho nên Như Lai hiện thành chánh giác. Như Lai ở trong đại chúng được vô sở ý đem pháp này chỉ dạy chúng hội, khiến các chúng hội được sinh hoan hỷ, vì thân được vui cho nên tâm rất tính thuận, lại khiến chúng hội vui vẻ khoái thích. Như Lai đại bi tương ứng đầy đủ chân thật, tánh bình đẳng, tánh như thật, tánh không khác, tánh không chủng loại, tánh không sở quán, tánh vô sinh, tánh không lìa, tánh không sở thủ. Tuy Như Lai đầy đủ pháp vô ý, nhưng thật không dính mắc vào một pháp nhỏ nào, cũng không phải không dính mắc. Pháp vô sở ý của Như Lai không có dối gạt, bình đẳng như Phật. Pháp giới bình đẳng đối với các pháp bình đẳng này, bao gồm tất cả pháp giới, pháp như thật của Như Lai, thanh thang vô ngại, thầm thâm vi diệu, khó hiểu, khó biết. Như Lai khởi tâm đại bi, dùng pháp này bày các phương tiện cho các chúng sinh rộng tuyên nói pháp xuất ly của Thánh Tôn. Pháp này có khả năng chấm dứt các khổ, tất cả chúng sinh không sư phạm, vì đại nguyện lực Như Lai làm sư phạm. Người chưa thành chánh giác, khiến thành chánh giác, tất cả chúng sinh chạy theo các cảnh đoạn kiến. Như Lai dùng pháp vô ý khiến được thanh tịnh. Này Xá Lợi Tử, pháp vô sở ý của Như Lai vô cùng vô tận, ngang bằng với hư không. Nếu ai biết cái cùng tận của hư không, thì biết được cái cùng tận vô sở ý của Như Lai. Các Bồ Tát trụ tính nghe pháp này rồi, sinh lòng tin thanh tịnh, vượt lên sự phân biệt, liền mọi nghi hoặc cho đến sinh ý tưởng hy hữu. Đây gọi là bố vô ý thứ nhất của Như Lai. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, lầu tận vô ý thứ hai của Như Lai là Phật Như Lai, đầy đủ trí thù thắng vô thượng. Ở trong đại chúng nói như vậy, ta đã hết các lậu, được vô sở ý. Tất cả thế gian trời người không có pháp nào ngang bằng với pháp Phật nói. Sao gọi là Như Lai đã đoạn tận các lậu? Phật Như Lai đã hết dục lậu, tâm được giải thoát, đoạn diệt tất cả chủng tử tham lam. Như Lai đã hết hữu lậu, tâm được giải thoát, đoạn diệt tất cả chủng tử sân hận. Như Lai đã hết vô minh lậu, tâm được giải thoát, đoạn diệt tất cả chủng tử si mê. Như Lai đã hết kiến lậu, đoạn diệt hết tất cả chủng tử phiền não. Đây gọi là Như Lai đoạn tận các lậu. Nói như thế chỉ là dựa theo thế tục, chứ không phải thắng nghĩa đế.
Thắng nghĩa đế là trí tuệ tối thượng của bậc thánh, hoặc biết, hoặc đoạn, hoặc tu, hoặc chuẩn. Tuy vậy, nhưng không dính mắc vào một pháp nhỏ nào. Vì sao? Vì như đã nói, lậu tận biết đúng như thật, nếu các chúng sinh tu hành xuất ly, Như Lai đều biết như thật. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, Như Lai biết như thật nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, sao gọi là năng tri? Vì Đức Phật biết rõ trong không, ngoài không, trong ngoài đều không, cho đến biết như thật về ý giới, pháp giới, ý thức giới, sao gọi là năng tri? Nghĩa là Đức Phật biết rõ trong không, ngoài không, trong ngoài đều không. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, Như Lai biết rõ như thật về địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới và hư không giới. Sao gọi là năng tri? Như hư không, biết rõ cũng như vậy. Như Lai biết rõ dục giới, sắc giới và vô sắc giới đều khởi từ phân biệt. Biết hữu vi giới là tướng tạo tác, biết vô vi giới là tướng không tạo tác, biết tạp nhiễm giới là tướng khách trần phiền não, biết thanh tịnh giới là tướng tự tánh sáng lạng, biết các hành giới là tướng vô minh, tác ý không như lý, biết nước bàn giới là tướng trí sáng suốt, tác ý như lý. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, nếu nương vào các giới, an trụ các giới, tùy thuận các giới, kiến lập các giới, tác dụng các giới, ý thú các giới, tịch định các giới, trụ trước các giới, mỗi mỗi Như Lai đều biết như thật. Như Lai tùy theo đối tượng biết đó rồi vì nói pháp. Này Xá Lợi Tử, đây gọi là trí lực mỗi mỗi giới của Như Lai. Lực thù thắng như vậy, không có biên tế. Nếu các Bồ Tát trụ tính đối với trí lực thù thắng của Như Lai, nghe rồi phát lòng tin thanh tịnh, vượt lên sự phân biệt liều mọn nghi hoặc, biểu hiện thân tướng vui, tâm vui và ý, và sinh ý tưởng hy hữu. Các Bồ Tát trụ tính nghe pháp vô ý biên tế của Như Lai rồi, sinh lòng tin thanh tịnh, vượt lên sự phân biệt liều mọn nghi hoặc, cho đến sinh ý tưởng hy hữu. Đây là pháp vô ý thứ hai của Như Lai. Do Như Lai đầy đủ vô sở ý, cho nên tất cả trời người thế gian không có pháp nào bằng pháp của Như Lai. Lần nữa, này Xá Lợi Tử, ba là thuyết chướng đạo vô ý, nghĩa là chư Phật Như Lai đầy đủ trí thù thắng vô thượng. Ở trong đại chúng nói lên như vậy, ta nói các pháp chướng đạo hay chướng thánh đạo, cho đến tất cả trời người thế gian không có pháp nào bằng với pháp của Như Lai. Sao gọi là pháp chướng đạo? Có một pháp hay chướng thánh đạo là tâm của các chúng sinh không thanh tịnh. Hai pháp hay chướng thánh đạo là không biết tàm, không biết quý. Ba pháp hay chướng thánh đạo là thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Bốn pháp hay chướng thánh đạo, bốn pháp ấy đều làm cho chúng sinh đọa vào đường ác. Đó là tham dục sẽ đọa vào đường ác, sân nhớ sẽ đọa vào đường ác, ngu si sẽ đọa vào đường ác, sợ hãi sẽ đọa vào đường ác. Năm pháp hay chướng thánh đạo là sát sinh, trộm cắp, tà nhiễm, nói dối, uống rượu. Sáu pháp hay chướng thánh đạo là không tôn trọng Phật, không tôn trọng Pháp, không tôn trọng Tăng, không tôn trọng giới học, không tôn trọng định học, không tôn trọng người tu hạnh đầu đà. Bảy pháp hay chướng thánh đạo là mạng quá mạng, ngã mạng, tà mạng, tăng thượng mạng, ti mạng. Tám pháp hay chướng thánh đạo là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà cần, tà niệm, tà định. Chính pháp hay chướng thánh đạo là đối với ngã thân, làm việc không nghĩa lợi, sinh tâm tổn hại, đã làm, đang làm, sẽ làm. Đối với cái gì ngã thích, làm việc không nghĩa lợi, sinh tâm tổn hại, đã làm, đang làm và sẽ làm. Đối với cái gì ngã không thích, làm việc không nghĩa lợi, sinh tâm tổn hại, đã làm, đang làm và sẽ làm. Mười pháp hay chướng thánh đạo là sắc sinh, trộm cắp, tà nhiễm, nói dối, nói theo dịch, nói lời hai lưỡi, nói ác, tham sân, tà kiến. Này Xá Lợi Tử, các pháp như trên hay chướng thánh đạo, cho đến tác ý không như lý, tương ưng sinh ra kết sự, pháp này vô vị, không nên quán, không nên làm. Do tham lam và điên đảo, cho nên không xuất ly, sinh khỏi mọi ái kiến chấp trước vào thân, miệng, ý, nghiệp, ái trước càng tăng. Như Lai biết rõ các pháp chướng thánh đạo, biết như thật rồi, vì các chúng sinh nói rõ pháp chướng đạo, khi các chúng sinh tịch chỉ, cận chỉ, nói pháp trừ đoạn, chỉ dạy tất cả, khi các chúng hội đều được hoan hỷ, thân được vui vẻ, tâm rất tính thuận, lại khiến chúng hội khoái thích. Như Lai đại bi tương ưng chân thật đầy đủ, tánh bình đẳng, tánh như thật, tánh không khác, tánh không chủng loại, tánh không sở quán, tánh không sinh, tánh không lìa, tánh không chấp thủ. Tuy Như Lai đầy đủ pháp vô ý, Như Lai không dính mắc một pháp nhỏ nào, cũng không phải không dính mắc. Pháp vô sở ý của Như Lai không có dối gạt,
Vì bình đẳng như thật pháp giới bình đẳng, pháp bình đẳng ấy bao trùm tất cả thế giới, thanh thang vô ngại. Chánh pháp thầm thâm này chẳng thể nghĩ bàn, vô lượng vô số. Như Lai đầy đủ pháp đó rồi, tâm đại bi thôi thúc, vì các chúng sinh nói pháp đoạn trừ chướng đạo, khiến tất cả được tịch chỉ, cận chỉ. Này Xá Lợi Tử, pháp vô sở ý của Như Lai vô biên vô tận, bằng với hư không, nếu ai biết cái cùng tận của hư không thì biết được cái cùng tận vô ý của Như Lai. Các Bồ Tát trụ tính nghe pháp này rồi sinh lòng tin thanh tịnh, vượt lên sự phân biệt lìa mọi nghi hoặc cho đến sinh ý tưởng hy hữu. Đây là pháp vô ý thứ ba của Như Lai. Như Lai do đại độ vô ý cho nên tất cả trời người thế gian không có pháp nào bằng pháp của Như Lai. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, bốn là vô ý, dứt trừ con đường khổ. Phật Như Lai đầy đủ trí thù thắng vô thượng. Ở trong đại chúng nói như vậy, ta nói pháp xuất ly của bậc tánh, nó có khả năng dứt sạch đường khổ cho đến tất cả trời người thế gian, không có pháp nào bằng pháp Phật nói. Sao gọi là pháp xuất ly của bậc tánh hay chấm dứt con đường khổ? Pháp ấy có một là con đường xuất ly của bậc tánh, những gì là một là tâm của các chúng sinh đều thanh tịnh. Hai pháp xuất ly của bậc tánh là Samatha và Vipassana. Ba pháp xuất ly của bậc tánh là không, vô tướng và vô nguyện. Bốn pháp xuất ly của bậc tánh là thân niệm xứ, thọ niệm xứ, tâm niệm xứ và pháp niệm xứ. Năm pháp xuất ly của bậc tánh là tính căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Sáu pháp xuất ly của bậc tánh là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Bảy pháp xuất ly của bậc tánh là trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, xả giác chi, niệm giác chi, định giác chi. Tám pháp xuất ly của bậc tánh là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chín pháp hoan hỷ căn bản là con đường xuất ly của bậc tánh, là hoan hỷ, khoái thích, khinh an, vui vẻ, đản trì, tri kiến, như thật, tịch tỉnh, ly nhiễm. Mười pháp xuất ly của bậc tánh là xa lìa sát sanh, xa lìa trộm cắp, xa lìa tà nhiễm, xa lìa nói dối, xa lìa nói thêu dệt, xa lìa nói hai lưỡi, xa lìa ác khẩu, xa lìa tham dục, xa lìa sân nhuế, đầy đủ chánh kiến. Này Xá Lợi Tử, như vậy là ta đã nói các pháp xuất ly của bậc tánh. Pháp ấy có khả năng chấm dứt con đường khổ cho đến các thiện pháp bồ đề phần, tương ưng giới uẩn, tương ưng định uẩn, tương ưng tuệ uẩn, tương ưng giải thoát uẩn, tương ưng giải thoát tri kiến uẩn, tương ưng bốn pháp thánh đế. Các pháp này đều là con đường xuất ly của bậc tánh. Lại có con đường xuất ly của bậc tánh, đó là sở hành chân chánh. Sở hành chân chánh này không có pháp nào có thể hành, cũng không phải không hành, không vào không ra, không lấy không bỏ. Vì sao? Vì nếu đã hành hoặc sẽ hành, cả hai đều lìa. Tất cả các pháp không hai cũng vậy. Điều này không nên thấy biết như thật, vì đó là con đường xuất ly của bậc thánh. Như Lai biết rõ con đường xuất ly của bậc thánh rồi, đem triển khai thuyết giảng cho các chúng sinh. Khi các chúng hội đều sinh hoan hỷ, do thân vui cho nên tâm rất tính thuận, là khiến chúng hội vui vẻ thích thú. Đại bi Như Lai tương ưng chân thật đầy đủ, là vì tánh bình đẳng, tánh nó như thật, tánh không khác, tánh không chủng loại, tánh không sở quán, tánh không sinh, tánh không lìa, tánh không sở thủ. Tuy Như Lai đầy đủ pháp vô ý như vậy, nhưng không dính mắc vào một pháp nhỏ nào, cũng không phải không dính mắc. Pháp vô sở ý của Như Lai không có dối gạt, là vì bình đẳng như thật, pháp giới bình đẳng. Pháp bình đẳng ấy bao trùm tất cả thế giới, thanh thang vô ngại. Chánh pháp thầm thâm này vô lượng vô số, chẳng thể nghĩ bàn. Như Lai đầy đủ pháp ấy rồi, với tâm đại bi thôi thúc, vì các chúng sinh khai triển tuyên nói pháp xuất ly của bậc thánh. Khi các chúng sinh đều giác ngộ, dứt sạch tận gốc khổ. Này Xá Lợi Tử, đây là pháp vô sở ý thứ tư của Như Lai. Do Như Lai đầy đủ bốn vô sở ý, cho nên biết rõ thắng xứ, ở trong đại chúng rống tiếng rống sư tử, chuyển phạm luân vi diệu, các sa môn, bà la môn khác không thể chuyển được, cho đến tất cả thế gian, trời, người, ma, phạm, không có pháp nào bằng với pháp của Như Lai. Này Xá Lợi Tử, bốn pháp vô sở ý của Như Lai vô biên, vô tận, bằng với hư không. Nếu ai biết cái cùng tận của hư không thì lại biết được cái cùng tận vô ý của Như Lai. Các Bồ Tát trụ tính nghe được pháp vô ý chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai, sinh lòng tin thanh tịnh, vượt lên sự phân biệt, lìa mọi nghi hoặc, biểu hiện thân tướng vui, tâm vui và sinh ý tưởng hy hữu. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lặp lại bằng cả rằng, tất cả các pháp đều bình đẳng, trí tự nhiên Phật tùy biết rõ, do vậy hiện chứng Phật Bồ Đề. Như Lai bình đẳng quán sát khắp, thế gian tất cả pháp dị sinh, cùng pháp chư Phật đều bình đẳng, hữu học vô học các pháp môn.
Và pháp duyên giác cũng như vậy, tất cả các pháp ở thế gian và pháp môn tối thắng xuất thế, pháp thiện ác không động cũng vậy, cùng trào niết bàn để bằng nhau. Kể cả pháp không tướng, pháp vô nguyện ấy cũng như vậy, trong các pháp vô sinh vô tác, Như Lai bình đẳng đồng quán chiếu. Biết rõ pháp bình đẳng này rồi, Phật vì chúng sinh rộng tuyên nói, giáo hóa chúng sinh về giải thoát, vô ý đệ nhất của Mâu Ni. Ba pháp giải thoát ở thế gian, nói môn giải thoát cho chúng sinh, Phật đại vô ý nhân trung tôn, đây là pháp vô ý thứ hai, tùy biết chư Phật diễn chánh pháp. Cớ gì thân cận không giải thoát, tâm không thanh tịnh không tàm quý, bởi các nghiệp này làm chướng ngại, là do ba nghiệp thân miệng ý, không tuân giới pháp lại làm ác, tham sân si bố khởi bốn tội, năm tội giết hại và trộm cắp, tà nhiễm vọng ngôn cùng uống rượu, sáu không tôn trọng bảy mạng sinh, tám thứ tà pháp bùng nổi lên, chín thứ não xứ nhiều lỗi lầm. Sau khởi mười thứ nghiệp bất thiện, nó làm chướng ngại đạo giải thoát, tác ý quá lắm không biết rõ, vì bị si ám nó che lấp. Chấp trước hư vọng và say mê, xin làm điên đạo biết rõ rồi, rồi lại thân cận với chánh pháp, đây là pháp vô ý thứ ba, pháp môn thanh tịnh không hạn lượng, vì gần chánh pháp chứng bồ đề. Chỉ trí của Phật biết tịch tỉnh, biết rồi rộng thí pháp cam lộ, Phật rất khen ngợi bồ đề phần, cho đến rất nhiều thiện pháp khác. Quen gần là pháp môn giải thoát, Phật đấng thập lực khéo tuy nói, xin năng kiên cố lìa các nhiễm, đối với thiện pháp đều tương ân, pháp này phi pháp tâm không chấp, tịch tỉnh giải thoát lìa sợ hãi, biết rõ như thật các thiện pháp, như hư không thanh thang, không ngại, không chấp trước pháp cũng như vậy, có thể xuất ly biển ba cõi. Trong biển ba cõi người mê đắm, đấng thập lực môn nói nghiệp ấy, Phật khiến giải thoát tâm thương xót, bốn pháp vô ý bằng hư không. Này Xá Lợi Tử, ta nói bốn pháp vô ý chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai. Các Bồ Tát trụ tính nghe pháp này rồi nên sinh lòng tin thanh tịnh, vươn lên sự phân biệt liều mọi nghi hoặc cho đến sinh ý tưởng hy hữu. Vô sinh tức là vô tận, ở trong cái rốt ráo tận không có cái để đối trị, đây gọi là tận. Như Lai đã nói tận cũng lại không có pháp tận có thể tận, đó là vô vi. Vô vi tức là không diệt không trụ. Nếu nói có sinh thì Như Lai không sinh, pháp tánh thường trụ, pháp giới thường trụ, các pháp cũng lại tùy theo trí sở hành, nhưng sở hành đó đều không sở hành, cũng không phải không sở hành, cũng có thể được pháp vô lậu. Tuy lại như vậy, Như Lai an trụ tâm đại bi, cũng về chúng sinh tuyên nói rộng rãi, đoạn trừ các pháp lậu, Như Lai ở trong đại chúng, được sự không sợ sợ trụ đem pháp này. Chỉ dạy chúng hội khi các chúng sinh, khi các chúng hội đều được hoan hỷ. Do thân được hoan hỷ cho nên tâm rất tính thuận, lại khiến chúng hội vui vẻ khoái thích. Như Lai đại bi tương ưng đầy đủ chân thật là tánh bình đẳng, tánh như thật, tánh không sai khác, tánh không chủng loại, tánh không sở hữu, tánh không sinh, tánh không lìa, tánh không sở thủ. Tuy Như Lai đầy đủ pháp vô ý như vậy, nhưng không dính mắc một pháp nhỏ nào, cũng không phải không dính mắc. Pháp vô ý của Như Lai không có hư dối, vì là bình đẳng như thật, pháp giới bình đẳng. Pháp bình đẳng ấy bao trùm cả thế giới thanh thang vô ngại. Chánh pháp thậm thâm này, vô lượng vô số, chẳng thể nghĩ bàn. Như Lai đầy đủ pháp vô ý rồi, với tâm đại bi thôi thúc, truyền đạt rộng rãi pháp này cho các chúng sinh. Này Xá Lợi Tử, pháp vô ý của Như Lai vô biên, vô tận bằng với hư không. Nếu ai biết cái cùng tận của hư không, thì lại biết được cái cùng tận vô ý của Như Lai. Số 316, Phật Thuyết Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp Kinh, Quyển 14, Phẩm 4 Như Lai chẳng thể nghĩ bàn, phần 1, phần 8. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, sao gọi là tâm đại bi chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai? Có các chúng sinh, có các Bồ Tát trụ tính, nghe nói pháp này rồi thì nên sinh lòng tin thanh tịnh, vượt lên sự phân biệt lìa mọi nghi hoặc cho đến sinh ý tưởng hy hữu. Này Xá Lợi Tử, tâm đại bi của Như Lai là không bỏ tất cả chúng sinh, thường hành bi mẫn là vì thành tục, do chuyển hóa với tâm đại bi cho nên không chỗ nào là không chuyển, vì thế nên biết tâm đại bi của Như Lai không có hạn lượng, chẳng thể nghĩ bàn, không thể so sánh, cũng không có số lượng, không thể nói hết, thật là thầm thâm. Như vậy ngữ nghiệp không thể tuyên nói. Vì sao? Vì tùy theo sở chứng của Như Lai nên Bồ Đề cũng vậy. Như vậy khởi tâm đại bi là vì các chúng sinh, tùy theo Bồ Đề như vậy nên đại bi cũng như vậy. Này Xá Lợi Tử, sao gọi là Như Lai chứng đắc Bồ Đề? Vì Như Lai không có căn bản, không có chỗ trụ, cho nên mới chứng Bồ Đề.
Sao gọi là căn bản, sao gọi là trụ? Nghĩa là có thân kiến làm căn bản, đương vào phân biệt hư vọng mà trụ. Do bồ đề của Như Lai bình đẳng, cho nên hiểu biết bình đẳng, cả hai pháp cũng đều bình đẳng. Đây gọi là không trụ, không căn bản. Nhờ đó mà Như Lai hiện thành chánh đẳng bồ đề. Nhưng các chúng sinh đối với pháp không trụ, không căn bản đó không thể biết được, vì muốn khiến tất cả chúng sinh biết rõ, cho nên Như Lai mới chuyển tâm đại bi. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, bồ đề là tịch tỉnh, cận tịch. Do vậy nên ta thành chánh giác. Sao gọi là tịch tỉnh, sao gọi là cận tịch? Bên trong gọi là tịch tỉnh, bên ngoài gọi là cận tịch. Vì sao? Vì mắt vốn không, cho nên ngã và ngã sở đều không có tự tánh. Đây gọi là tịch tỉnh. Như vậy, vì tai, mũi, lưỡi, thân ý vốn không, nên ngã và ngã sở đều không có tự tánh. Đây gọi là cận tịch. Biết mắt vốn không rồi, nên sắc không sở thủ. Đây gọi là tịch tỉnh. Cho đến biết ý vốn không rồi, thì pháp không sở thủ. Đây gọi là cận tịch. Nhưng vì các chúng sinh đối với pháp bồ đề tịch tỉnh này không thể hiểu nổi, vì muốn tất cả chúng sinh đều giác ngộ, nên Như Lai mới chuyển tâm đại bi. Lại nữa này, Xá Lợi Tử, bồ đề là tự tánh sáng lạng, do vậy cho nên ta thành chánh giác. Sao gọi là tự tánh sáng lạng? Nghĩa là tự tánh không bị nhiễm, ngang bằng với hư không. Tự tánh của hư không trải khắp tất cả, vì hư không bình đẳng cho nên tất cả pháp bình đẳng, tự tánh sáng suốt như vậy. Tánh sáng suốt này tùy theo sở ứng mà biết rõ. Các kẻ ngu dị sinh do bị khách trần phiền não làm nhiễm, cho nên không biết được pháp tự tánh sáng suốt. Vì muốn tất cả chúng sinh giác ngộ, cho nên Như Lai chuyển tâm đại bi. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, bồ đề là không ra không vào, do vậy nên ta thành chánh giác. Sao gọi là không ra? Là vì vô tướng cho nên không ra. Lại không ra là vì tất cả pháp không xả. Không vào là không dính mắc tất cả pháp. Như Lai đối với pháp không ra không vào này, quán chiếu bình đẳng. Như Lai không thử, không bỉ, tất cả pháp lìa bỉ tử. Vì thế Như Lai hiện thành chánh giác. Các chúng sinh không thể hiểu nổi pháp không ra không vào này. Vì muốn khiến tất cả chúng sinh đều giác ngộ, nên Như Lai chuyển tâm đại bi. Lại nữa này, Xá Lợi Tử, bồ đề là không tướng, không sở duyên, do vậy nên ta thành chánh giác. Sao gọi là không tướng, sao gọi là không sở duyên? Nghĩa là nhãn thức không sở đắc, đó là không tướng, sắc không sở quán, đó là không sở duyên, cho đến ý thức không sở đắc, tức là vô tướng, pháp không sở quán, tức là không sở duyên. Này, Xá Lợi Tử, pháp không tướng, không sở duyên này là cảnh giới của bậc tánh. Sao gọi là cảnh giới của bậc tánh? Ba cõi là cảnh giới của bậc tánh, cảnh giới. Các cảnh giới của bậc tánh tức là không phải cảnh giới. Kẻ ngu dị sinh không thể hiểu nổi, vì muốn tất cả chúng sinh đều giác ngộ, nên Như Lai chuyển tâm đại bi. Lại nữa này, Xá Lợi Tử, bồ đề không phải là quá khứ, vị lai hiện tại. Ba đời bình đẳng, ba luân thanh tịnh. Do vậy nên ta thành chánh giác. Sao gọi là ba luân thanh tịnh? Nghĩa là tâm quá khứ không chuyển, thức vị lai không hay biết, ý hiện tại không lay động, nhưng tâm ý và thức đều không chỗ trụ, quá khứ không phân biệt, vị lai không lãnh nạp, hiện tại không hí luận. Các chúng sinh không thể hiểu nổi ba pháp bình đẳng, ba luân thanh tịnh này, vì muốn tất cả chúng sinh giác ngộ, cho nên Đức Như Lai chuyển tâm đại bi. Lại nữa này, Xá Lợi Tử, bồ đề là vô vi, do vậy nên ta thành chánh giác, có nghĩa là không phải nhận thức sở tri, cho đến cũng không phải ý thức sở tri, nên gọi là vô vi. Vô vi tức là không, nhưng đối với pháp hữu vi cũng đều hiểu rõ. Vì sao? Vì tự tánh tất cả pháp là không tánh tức là không hai. Pháp vô vi không phải là thân chứng, các chúng sinh không thể hiểu nổi, vì muốn tất cả chúng sinh giác ngộ, nên Như Lai chuyển tâm đại bi. Lại nữa này, Xá Lợi Tử, bồ đề là câu không xa biệt, do vậy nên ta thành chánh giác. Sao gọi là không xa biệt, sao lại gọi là câu? Như sở thuyết gọi là câu, không trụ gọi là không xa biệt, pháp giới gọi là câu, không chủng chủng tánh gọi là không xa biệt, thực tế gọi là câu, tánh không động gọi là không xa biệt, không gọi là câu, không sở đắc gọi là không xa biệt, vô tướng gọi là câu, không tầm từ gọi là không xa biệt, vô nguyện gọi là câu, không phần vị gọi là không xa biệt, không chúng sinh gọi là câu, chúng sinh không tự tánh gọi là không xa biệt, hư không gọi là câu, không sở đắc gọi là không xa biệt,
Không sinh gọi là câu, không diệt gọi là không sai biệt. Vô vi gọi là câu, không sở hành gọi là không sai biệt. Bồ đề gọi là câu, cần tịch gọi là không sai biệt. Niết bàn gọi là câu, không sở duyên gọi là không sai biệt. Này Xá Lợi Tử, các pháp này các chúng sinh không thể hiểu nổi, vì muốn tất cả chúng sinh giác ngộ nên Như Lai mới chuyển tâm đại bi. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, Bồ đề không thể đem thân tâm để chứng, vì sao? Vì thân này là vô tri vô tác, vô chuyển như cỏ cây ngói đá, tâm này như huyễn hóa, như bóng trăng in nước, như bóng nắng, cần để biết rõ như vậy. Nếu thân tâm như vậy thì là Bồ đề. Nói như thế là tùy theo sở hành của thế tục, chứ Bồ đề không có một pháp nhỏ nào để nói, hoặc thân, hoặc tâm, hoặc pháp, hoặc phi pháp, hoặc chân thật, hoặc không chân thật, hoặc thành thật, hoặc hư vọng, đều không ngôn thuyết. Vì sao? Vì Bồ đề không ngôn thuyết, tất cả pháp ấy cũng không có phần vị để dung chứa ngôn thuyết. Cũng như hư không, thật không có phần vị, không ngôn thuyết, Bồ đề cũng vậy, không có phần vị, cũng không có ngôn thuyết. Này Xá Lợi Tử, nếu quan sát điều đó như thật thì tất cả pháp vốn không có ngôn thuyết, pháp không có ngôn thuyết cũng không phải không thuyết. Các chúng sinh không thể hiểu nổi lý của các pháp này, vì muốn tất cả chúng sinh giác ngộ nên Như Lai mới chuyển tâm đại bi. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, Bồ đề không dính mắc cũng không hàm tàng. Sao gọi là không dính mắc? Sao gọi là không hàm tàng? Nghĩa là do biết nhãn cho nên gọi là không dính mắc, sắc không sở quán nên gọi là không hàm tàng, cho đến biết rõ ý thì gọi là không dính mắc, pháp không sở đắc gọi là không hàm tàng. Này Xá Lợi Tử, do Như Lai không dính mắc không hàm tàng cho nên hiện thành chánh giác. Lại nữa, nhãn không dính mắc, sắc không hàm tàng, tức không chỗ trụ, cho đến ý không dính mắc, pháp không hàm tàng, tức không chỗ trụ, tức không trụ kia, không trụ vào tâm của tất cả chúng sinh. Đây sao gọi là biết? Vì có bốn pháp trụ vào tâm của chúng sinh. Những gì là bốn? Là trụ vào sắc, thọ, tưởng, hành, thức của tất cả chúng sinh. Bốn pháp này trụ vào tâm chúng sinh, nhưng chỗ trụ ấy cũng không trụ. Như Lai biết rõ tận gốc chân thật của pháp không trụ ấy, nhưng các chúng sinh lại không hiểu nổi. Vì muốn tất cả chúng sinh giác ngộ nên Như Lai mới chuyển tâm đại bi. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, Bồ đề là không khái niệm. Do không ấy cho nên Bồ đề cũng không, các pháp cũng không. Vì các pháp không ấy, cho nên Như Lai hiện thành chánh giác, cũng không phải không, không có sở chứng, hoặc không hoặc Bồ đề, đồng một lý trí không có hai. Vì không và Bồ đề vốn không hai, cho nên pháp không có chủng loại. Do các pháp không hai, không có chủng loại, cho nên không có danh, không có tướng, không hành, rút ráo, không hành, không có trong pháp tập. Đây gọi là không, trong đó lìa chấp trước kiến thủ. Nhưng trong Thắng Nghĩa Đế không có một pháp nhỏ nào có thể được. Vì lý do đó cho nên gọi là không. Nói cái không này cũng như không, và cái không này muốn nhấn mạnh là không, cũng không có ngôn ngữ để nói là không. Cái không đó cũng không có ngôn ngữ để nói. Đối với cái không ấy, nếu có người hiểu thì tất cả pháp ấy chỉ là mượn danh tự để đặt ra. Nhưng danh tự ấy không tự tại địa phương, mà cũng không rời địa phương. Như mượn danh tự ấy không tại địa phương mà cũng không lìa địa phương. Do vậy, các pháp đều mượn danh mà có ra. Tất cả các pháp cũng vậy, không tại địa phương, cũng không lìa địa phương. Như Lai biết rõ như thật, xưa nay như vậy, không sinh, không khởi. Biết như thật rồi, tự tánh giải thoát, không trói, không mở. Nhưng kẻ ngu si, nhưng kẻ ngu dị sinh không thể hiểu nổi pháp này. Vì muốn tất cả chúng sinh giác ngộ, nên Như Lai mới chuyển tâm đại bi. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, Bồ đề như hư không, nhưng đều bình đẳng, không cao không thấp. Nếu ai biết các pháp rốt ráo đều không, thì cũng có thể nói không cao không thấp. Này Xá Lợi Tử, vì tất cả các pháp không cao không thấp, nên Như Lai hiện thành chánh giác. Tuy có thành, nhưng không có một pháp nhỏ vi trần nào, hoặc cao hoặc thấp, mà có thể thi tác trí như thật biết được các pháp không có bỉ thử. Sao gọi là trí như thật? Nghĩa là không có pháp căn bản. Tuy là có sở sinh nhưng không nhiếp thọ, cũng không chủ tể, chứ không chủ tể không nhiếp thọ, hoặc sinh không sinh, tùy duyên mà chuyển. Nhưng ở trong đó không có pháp có thể chuyển, cũng không phải không chuyển. Như là đối với pháp này, cũng không nói tướng đoạn diệt. Các chúng sinh là không thể hiểu nổi pháp đoạn diệt này. Vì muốn tất cả chúng sinh đều giác ngộ, nên Như Lai mới chuyển tâm đại bi. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, Bồ đề là như sở thuyết cố. Sao gọi là như sở thuyết cố? Bồ như Bồ đề ấy,
sắc pháp cũng vậy, nhưng không lìa chân như. Như bồ đề ấy, thọ tưởng hành thức cũng thế, còn cũng không lìa chân như. Như bồ đề ấy, địa giới, thủy giới, hoại giới, phong giới, không giới cũng thế, cũng không lìa chân như. Như bồ đề ấy, nhãn giới, sắc giới, thức giới, cho đến ý thức giới, pháp giới, ý thức giới cũng vậy, không lìa chân như. Do vậy mà có ra các pháp môn của bậc thánh như uẩn xứ giới, vì pháp như thật cho nên Như Lai hiện chứng bồ đề, vì pháp không điên đảo nên hiện chứng bồ đề. Như Đức đã nói sau cũng như vậy, tiên tế không sinh, hậu tế không đến, trung tế lìa tánh. Như vậy như sở thuyết cố, như nói một pháp nhiều pháp cũng vậy, như nói nhiều pháp một pháp cũng thế, như đã nói hoặc một hoặc nhiều đều không sở đắc. Nhưng các chúng sinh lại không thể hiểu nổi như sở thuyết cố. Vì muốn tất cả chúng sinh giác ngộ, nên Như Lai mới chuyển tâm đại bi. Lại nữa này Xá Lợi Tử, bồ đề là nhập tướng, nhập vô tướng. Sao gọi là tướng, sao gọi là vô tướng? Đây nói tướng tức là sinh khởi tất cả thiện pháp. Vô tướng nghĩa là tất cả pháp đều không sở đắc. Lại nữa tướng là tâm vô sở trụ, phần vị. Vô tướng là pháp vô tướng tam ma địa. Lại nữa tướng tức là suy nghĩ, so lượng, tính đếm, tìm xét. Vô tướng là vượt xa qua xương lượng. Sao gọi là vượt qua xương lượng? Nghĩa là thất nghiệp là không. Lại nữa tướng là tìm xét hữu vi. Vô tướng tức là tác chứng. Vô vi, tướng này là pháp vô tướng, kẻ ngu dị sinh, không thể hiểu nổi, cũng không thể biết. Vì muốn tất cả chúng sinh giác ngộ, nên Như Lai chuyển tâm đại bi. Lại nữa này Xá Lợi Tử, bồ đề là vô lậu vô thủ. Sao gọi là vô lậu, sao gọi là vô thủ? Vô lậu là lìa bốn pháp lậu. Một là lìa dục lậu, hai là lìa hữu lậu, ba là lìa vô minh lậu, bốn là lìa kiến lậu. Vô thủ là lìa bốn thủ, một là lìa dục thủ, hai là lìa ngã ngữ thủ, ba là lìa kiến thủ, bốn là lìa giới cấm thủ. Bốn thủ này tất cả đều do cho mình che lấp. Nước ái tưới, tươi tốt pháp ngã kiến chấp thủ vẫn. Sứ giới Như Lai liền biết rõ, ngã ngữ thủ ấy là căn bản. Được ngã thanh tịnh rồi, tất cả chúng sinh đều được thanh tịnh. Pháp thanh tịnh ấy không có phân biệt một pháp nhỏ nào. Nếu không phân biệt, tức là tác ý kiên cố sâu xa. Nếu tác ý kiên cố tương ưng, thì vô minh không thể khởi lên. Do vô minh không khởi, cho nên 12 chi hữu cũng không khởi. Như vậy tức là vô sinh, tức là quyết định. Nếu quyết định, tức là nghĩa điều phục. Đó chính là thắng nghĩa. Trong thắng nghĩa đế không có Bồ Đắc Già La. Nếu không có Bồ Đắc Già La, thì nghĩa không thể nói. Nếu nghĩa không thể nói, thì là nghĩa duyên sinh. Nếu là nghĩa duyên sinh, thì là nghĩa chánh pháp. Nếu là nghĩa chánh pháp, thì là nghĩa Như Lai. Do vậy nên quán các pháp đều từ duyên sinh. Nếu có thể thấy pháp, thì là thấy Như Lai. Như những gì đã thấy, thì phải như thật suy xét. Rốt cuộc không có một pháp nhỏ nào để thấy. Nếu không có pháp để thấy, thì là thấy vô tướng và vô sở duyên. Nếu thấy như vậy, tức là thấy chân thật. Do pháp này nên Như Lai hiện thành chánh giác. Vì bình đẳng cho nên bình đẳng. Kẻ ngu dị sinh không thể hiểu nổi pháp vô lậu vô thủ này. Vì muốn tất cả chúng sinh giác ngộ, nên Như Lai mới chuyển tâm đại bi. Lại nữa này Xá Lợi Tử, bồ đề vốn thanh tịnh, không nhơ không nhiễm trước. Sao gọi là thanh tịnh, sao gọi là không nhơ, sao gọi là không nhiễm trước? Có nghĩa là không là thanh tịnh, vô tướng là không nhơ, vô nguyện là không nhiễm trước, vô sinh là thanh tịnh, vô tác là không nhơ, vô khởi là không nhiễm trước, tự tánh là thanh tịnh, viên tịnh là không nhơ, sáng suốt là không nhiễm trước, không hí luận là thanh tịnh, không hí luận là không nhơ, hí luận cận tịch là không nhiễm trước. Chân như là thanh tịnh, pháp giới là không nhơ, thực tế là không nhiễm trước, hư không là thanh tịnh, thanh thang là không nhơ, rộng lớn là không nhiễm trước, biết bên trong là thanh tịnh, bên ngoài không sở hành là không nhơ, trong và ngoài không sở đắc là không nhiễm trước, biết uẩn là thanh tịnh, tự tánh giới là không nhơ, xứ lìa các nghiệp là không nhiễm trước, quá khứ tận trí là thanh tịnh, vị lai vô sinh trí là không nhơ, hiện tại pháp giới an trụ trí là không nhiễm trước. Này Xá Lợi Tử, thanh tịnh không nhơ không nhiễm trước này, có một pháp có khả năng biến nhiếp tất cả. Pháp đó là tịch tịnh câu. Nếu tịch tịnh thì là biến tịch, nếu biến tịch thì là cận tịch, nếu cận tịch thì là không tịch. Đây chính là điều Mâu Ni Thánh Tôn đã nói.
Lại nữa, này Xá Lợi Tử, như hư không, Bồ Đề cũng vậy, như Bồ Đề các pháp cũng thế, như các pháp chúng sinh cũng vậy, sắc độ cũng vậy, niết bàn cũng vậy. Đây gọi là niết bàn bình đẳng, là chánh nhân của tất cả pháp, biên thế rốt ráo, thanh tịnh, không có đối tượng, không có đối trị. Lìa nhân đối trị, xưa nay thanh tịnh, xưa nay không nhơ, xưa nay không nhiễm trước. Vì biết tất cả pháp hoặc sắc, vô sắc vốn như vậy, nên Như Lai hiện thành chánh giác. Quán các chúng sinh giới thanh tịnh, không nhơ, không nhiễm trước, liền khởi thần thông vô hí chuyển tâm đại bi đối với chúng sinh. Xá Lợi Tử, nên biết, tâm đại bi của Như Lai thanh tịnh, không nhơ, không nhiễm trước thường vận hành đối với chúng sinh, nhưng lại không chấp trước, không sinh khởi, không quán sát, khắp cả mười phương, tất cả thế giới, thanh thang, vô ngại. Nay Xá Lợi Tử, đại bi của Như Lai vô biên vô tận, ngang bằng với hư không. Nếu ai biết cái cùng tận của hư không, thì là biết cùng tận đại bi chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai. Các Bồ Tát trụ tinh nghe tâm đại bi chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai rồi, nên sinh lòng tinh thanh tịnh, vượt lên sự phân biệt, lìa mọi nghi hoặc cho đến sinh ý tưởng hy hữu. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền nói cả rằng: Vì không căn bản, không trụ pháp, hiện chứng Bồ Đề, Phật đã nói, như đã biết rõ cũng vậy, vì các chúng sinh tuyên chỉ dạy, biết nội nhãn căn gọi là không, biết các biết ngoại sắc pháp không cũng vậy. Tịch tỉnh cận tịch diệu pháp môn, Phật chứng Bồ Đề nói như vậy, các chúng sinh ấy không hiểu biết. Tỳ Bác Xá Na, Samatha, khai giác cứu nghĩa vì chúng sinh, tâm Phật đại bi phương tiện chuyển, tự tánh các pháp vốn sáng suốt, Bồ Đề thanh tịnh bằng hư không, do các chúng sinh không biết rõ, tâm Phật đại bi phương tiện chuyển, tất cả chúng sinh nhiều chấp thủ, không thể tương ưng với như lý, không vào không ra môn diệu pháp, Phật chứng Bồ Đề nói như vậy. Do các chúng sinh không hiểu biết, Như Lai mới khởi tâm đại bi, các pháp không tướng không sở duyên, đây là cảnh giới của các thánh, không phải cảnh giới của kẻ ngu. Phật chứng Bồ Đề phương tiện nói, nhưng các vị sinh không hiểu biết, bốn chúng giác ngộ Phật nói ra. Như Lai vì các chúng sinh đó, tùy theo trình độ khởi đại bi, tự tánh vô vi pháp vi diệu, xưa nay không sinh cũng không diệt, nên biết pháp ấy không chỗ trụ, trong đó tương ưng với ba tướng, nhưng các kẻ ngu không hiểu biết. Về tự tánh các pháp hữu vi, tùy theo trình độ khởi đại bi, khi chúng sinh rõ lý pháp này, Bồ Đề không phải thân giác tri, không phải tâm giác cũng như vậy. Tự tánh của thân vốn không biết, tâm như pháp huyễn cũng như vậy. Nhưng kẻ ngu si không thể biết, tự tánh thân tâm là như vậy, tuy sở thích ứng khởi đại bi. Khiến chúng sinh biết lý pháp này, Phật chứng Bồ Đề thật tối thắng, bậc trí tự nhiên ngồi Bồ Đề, ngồi rồi quán khắp chúng sinh giới, tất cả quay tròn trong nẻo ác. Thấy vậy Phật sinh tâm thương xót, trong vòng sinh tự chuyển đại bi, chấp trước vào các pháp kiêu mạn, lưới khổ trói buộc chấp là vui, vô thường bất tịnh ngã chúng sinh, điên đạo chấp vào các thứ ấy. Phật thấy vậy rồi sinh thương xót, đối kẻ chấp trước chuyển đại bi, si mê bao phủ cả ba cõi, tối tâm không được ánh sáng chiếu, như mặt trời sáng bị mây che, trí sáng vô cấu đều che khuất. Phật thấy vậy sinh tâm thương xót, trong vòng sinh tử chuyển đại bi, tha mái nên sinh các nẻo ác, phá hoại chánh đạo bị tàn hại, địa ngục bàn sinh cùng ngạ quỷ, chúng sinh tạm nghiệp nên đọa lạc. Như trước Phật nói các chánh đạo, khai sáng chỉ bày các chúng sinh, thế vậy Phật sinh tâm thương xót, trong vòng sinh tử chuyển đại bi, biết rõ các pháp tánh như thật, bẩm nhiên chiếu sáng bằng hư không, như Phật đã nói các thế gian, không biết pháp thanh tịnh tối thượng. Này Xá Lợi Tử, như vậy là ta đã nói pháp đại bi chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai. Các Bồ Tát trụ tính nghe pháp này rồi, nên sinh lòng tinh thanh tịnh, vượt lên sự phân biệt, lìa mọi nghi hoặc, sau lại biểu hiện thân tướng vui, tâm vui và phát sinh ý tưởng hy hữu. Phật Thuyết Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp Kinh, Quyển 15, Phẩm 4. Như Lai chẳng thể nghĩ bàn phần 9. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, Như Lai có 18 pháp bất cộng, các Bồ Tát trụ tính nghe lời này rồi, nên sinh lòng tinh thanh tịnh, không còn phân biệt lìa mọi nghi hoặc, cho đến sinh ý tưởng hy hữu.
Như Lai do đầy đủ 18 pháp này nên biết rõ thắng xứ ở trong đại chúng trấm tiếng trấm sư tử chuyển đại chuyển phạm luân vi diệu. Các sa môn, bà la môn khác không thể chuyển tất cả thế gian, trời, người, ma, phạm, không có pháp nào bằng với pháp của Như Lai. Sao gọi là 10 pháp của Như Lai? Một là ba nghiệp của Như Lai không có các lỗi lầm. Thân Như Lai không có lỗi lầm, dù người trí hay người ngu không có ai bằng pháp của Như Lai nói. Vì sao? Vì thân nghiệp của Thế Tôn thanh tịnh, không có các lỗi lầm. Thân tướng của Như Lai ngay thẳng, cử chỉ, các cử chỉ oai nghi, đáng chiêm ngưỡng, hoặc cúi, hoặc ngửa, hoặc co, hoặc duỗi. Mỗi mỗi cử chỉ không có khiếm khuyết sai lầm. Mặt tăng dạ lê, tay cầm bình bát, y tăng dạ lê, cách đất bốn ngón tay. Gió tỳ lam bà không thể thổi lay động, bước chân, hạ chân, đi đứng ngồi nằm, oai nghi như pháp. Ở trong thành ấp xóm làng, hoặc vào hoặc ra, mỗi bước chân không tổn hại tướng thiên bất luân. Trong hư không mưa các loại hoa sen và các nước hương thơm. Lại nữa, khi Như Lai bước đi, các chúng sinh trong đường bàn sinh được vui sướng trong bảy đêm. Sau khi mạng chung được sinh lên cõi trời, thân Phật sáng chói chiếu sáng tất cả, dưới đến địa ngục A Tỳ. Các chúng sinh ở trong địa ngục nhờ tiếp xúc ánh sáng đều được thọ vui. Đây gọi là thân Như Lai, không có các lỗi lầm. Lại nữa, lời của Như Lai không có các lỗi lầm. Lời nói không có lỗi lầm này, dù người trí hay người ngu, không có ai bằng pháp Phật nói. Vì sao này Xá Lợi Tử? Vì Như Lai nói ra điều đều biết thời. Đây là lời nói chân thật, lời nói thành tính chắc chắn, lời nói bình đẳng, lời nói như với việc làm, lời nói không xen tạp, lời nói làm cho chúng sinh vui, lời nói không trùng lập, lời nói văn hay, nghĩa tốt, trang nghiêm vi diệu. Như Lai chỉ dùng một tiếng tùy ý các chúng sinh, mỗi mỗi đều vui, lời nói đều sinh hoan hỷ. Đây gọi là lời nói của Như Lai không có các lỗi lầm. Lại nữa, tâm Như Lai không có các lỗi lầm, tâm không có lỗi lầm này. Dù người trí hay kẻ ngu, không có ai bằng pháp ngữ của Như Lai. Vì sao này Xá Lợi Tử? Vì tâm Như Lai thường trụ thiền định, nhưng không bỏ các Phật sự, tuy luôn thi tán, nhưng tâm không sợ quán, đối với tất cả pháp tri kiến vô ngại, thường vận chuyển. Đây gọi là tâm Như Lai không có lỗi lầm. Với tâm như vậy, Như Lai dùng pháp không lỗi lầm, vì các chúng sinh tiên nói cũng vậy, khiến tất cả đoạn trừ các lỗi lầm. Đó là pháp bất cộng thứ nhất của Như Lai. Này Xá Lợi Tử, tâm Như Lai không có ái trước tất cả ma, chúng ma và các tà dị ngoại đạo khác, không thể tìm thấy sơ hở của Như Lai. Vì sao? Vì Như Lai đã xa lìa sự thuận nghịch, tôn trọng hay tổn hại tất cả chúng sinh. Nếu khởi lên tâm tôn trọng thì tâm Như Lai cũng không cao, nếu không tôn trọng thì tâm ấy cũng không chọn. Tất cả việc Như Lai làm hoặc thấy đều không lưu tán, không khởi ái trước, nhưng lại không trái với thế gian. Do tâm Như Lai không ái trước nên tu hành không tranh cãi. Như Lai không ngã, không chấp, không dính mắc, lìa mọi trói buộc, thế nên Như Lai không ái trước. Do không ái trước đó, cho nên mới vì chúng sinh tuyên nói pháp đoạn ái trước. Đây là pháp bất cộng thứ hai của Như Lai. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, Như Lai không thất niệm, nếu có thất niệm thì có si ám. Do Như Lai không có si ám, nên đối với thiền định giải thoát, đẳng trì, đẳng chí, không có chướng ngại, Như Lai quán sát tất cả tâm hạnh, động chuyển của chúng sinh rồi, tùy theo trình độ, thích ứng, tiên nói pháp yếu. Do không quên mất, cho nên đối với nghĩa các pháp biện tài thuyết giảng, nhưng lại không quên mất, vô ngại giải. Như Lai ở trong quá khứ, vị Lai hiện tại đầy đủ tri kiến vô ngại. Tự hiểu rồi thì vị chúng sinh khai chuyển tiên nói pháp quá khứ, vị Lai hiện tại. Tri kiến vô ngại giải, không quên mất, đây là pháp bất cộng thứ ba của Như Lai. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, Như Lai thường trụ Tam Ma He Đa, hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm, hoặc ăn rồi, hoặc im lặng, tâm không sợ đắc. Như Lai đã được pháp Tam Ma Địa Thầm Thâm và Ba La Mật Đa tối thượng, năng quán, sở quán đều không chướng ngại, tất cả chúng sinh và chúng sinh tụ đều không thể quán tâm của Như Lai. Chỉ trừ khi nhờ sức giá trị của Như Lai, tâm Như Lai thường trụ Tam Ma He Đa rồi, liền vì chúng sinh tùy theo thích ứng.
tuyên nói pháp xả thanh tịnh trong tam ma địa. Đây là pháp bất cộng thứ tư của Như Lai. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, Như Lai không có các tưởng, không đối với các tưởng và các cảnh giới mà trụ tâm. Vì sao? Vì Như Lai ở trong cõi nước không có các tưởng, cõi nước như hư không, không có cùng tận, đối với các chúng sinh không có các tưởng. Vì tự tánh của chúng sinh không có các thứ, nên đối với chư Phật không có các tưởng. Pháp giới không sai biệt là vị trí bình đẳng. Như đối với các pháp không có các tưởng là vì lìa tham lam. Như Lai đối với các chúng sinh giữ giới đầy đủ không khởi kính tâm, thế người hủy giới không khởi mạng tâm. Người không nhiều ít hiện khởi nhiều ít, không đâu không nhiều ít, nhiều ít khắp tất cả. Người không điều phục, điều phục bình đẳng. Người tà định cũng không khinh mạng. Đối với tất cả pháp, Như Lai khởi hạnh bình đẳng. Đó là Như Lai không có các tưởng. Như Lai dùng pháp này thì các chúng sinh tuyên nói đoạn trừ các tưởng. Đây là pháp bất cộng thứ năm của Như Lai. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, Như Lai đối với pháp xả đều phải lựa chọn. Vì sao? Vì Như Lai đối với người tu đạo cũng hành xả pháp, người không tu đạo cũng không xả bỏ. Đối với người có tâm tu cũng hành xả pháp, người không có tâm tu cũng không xả bỏ. Đối với người thọ trì giới cũng hành xả pháp, người không trì giới cũng không xả bỏ. Đối với người tu tuệ cũng hành xả pháp, người không tu tuệ cũng không xả bỏ. Đối với trí hành xả không bỏ ngu si, xả xuất thế gian chứ không bỏ thế gian. Đối với bậc thánh xuất ly, lại hành xả pháp không phải thánh xuất ly, cũng không xả bỏ. Như Lai chuyển phạm luân vi diệu lại hành xả pháp. Đối với chúng sinh không xả tâm đại bi, Như Lai tự chứng pháp bình đẳng, xả không mượn đối trị, nhưng có thể tùy thuận. Này Xá Lợi Tử, lại nữa Như Lai đối với pháp xả không cao không thấp, cũng không chỗ trụ, đạt được bất động, xa lì hai pháp không ra không vào, giữa thời mà xả, không vượt qua thời, không lay, không động, không sai khác, không phân biệt, không sợ quán, không hòa hợp, không biểu thị, không thật, không hư, không thành, không vọng, cũng không lãnh nạp. Như vậy Như Lai đầy đủ xả pháp. Như Lai dùng pháp này với các chúng sinh, triển khai rộng rãi, khiến cho ai nấy đều đầy đủ xả pháp. Đây là pháp bất cộng thứ sáu của Như Lai. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, sở dục của Như Lai không giảm, sao gọi là dục? Là thiện pháp dục. Sao gọi là không giảm? Là đại bi tâm dục của Như Lai không giảm. Đại bi tâm dục không giảm, thuyết pháp dục không giảm, hóa độ chúng sinh dục không giảm, thành tục chúng sinh dục không giảm, quán sát dục không giảm, chỉ dạy Bồ Tát dục không giảm, khiến hạt giống tam bảo không đoạn dục không giảm. Sở dục của Như Lai hướng đến trí tuệ là con đường trước nhất. Như vậy, sở dục của Như Lai đều vì khiến tất cả chúng sinh viên mãn quả nhất thiết trí vô thượng. Tùy theo trình độ thích ứng tuyên nói pháp yếu, đây là pháp bất cộng thứ bảy của Như Lai. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, tinh tấn của Như Lai không giảm. Như Lai dùng sức tinh tấn hóa độ tất cả chúng sinh, không bỏ tinh tấn, khiến người nghe pháp không biết mệt mỏi. Đối với người chấp nhận nghe pháp, Như Lai cũng không coi họ có phải là pháp khí hay không. Tùy theo trình độ thích ứng mà Như Lai nói pháp yếu, không sinh mệt mỏi, không có gián đoạn. Lúc thuyết pháp, không nghĩ đến ăn uống, trong khoảng thời gian đó không bỏ chúng sinh. Như Lai qua hằng hà, xa số các cõi Phật, trong đó nếu có một chúng sinh chưa được hóa độ thì thân miệng tâm của Như Lai không biết mệt mỏi. Ba nghiệp khinh an, phát khởi tinh tấn, cần hành như lý khiến các chúng sinh được giải thoát của bậc tánh. Đó là Như Lai vì các chúng sinh phát đại tinh tấn. Đây là pháp bất cộng thứ tám của Như Lai. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, Như Lai đối với nhất thiết xứ, nhất thiết chủng, nhưng các niệm không giảm, chánh niệm của Như Lai đều không quên mất. Vì sao? Vì chư Phật Như Lai liên tục hiện chứng quả chánh đẳng chánh giác các tâm của tất cả chúng sinh trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Như Lai đều có khả năng nắm giữ quan sát, rốt ráo không có quên mất, tùy theo tất cả tâm hạnh của các chúng sinh mà biết rõ. Như Lai không suy nghĩ quan sát, chánh niệm không giảm, trụ ba tụ pháp, rõ căn chúng sinh, hiểu tất cả ý vui của chúng sinh, quán hạnh chúng sinh. Nhưng Như Lai cũng không suy nghĩ quán sát, thuyết pháp không gián đoạn. Vì sao? Vì tùy theo đó, niệm của Như Lai không giảm, niệm liền tịch tỉnh, không có quên mất. Như Lai dùng pháp này,
triển khai rộng rãi cho các chúng sinh. Đây là pháp bất cộng thứ chín của Như Lai. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, đẳng trì của Như Lai không giảm. Pháp đẳng trì của Như Lai tức là tất cả pháp bình đẳng. Như Lai đã nói các pháp bình đẳng, sao gọi là đẳng trì của Như Lai không giảm? Nếu chân như bình đẳng thì đẳng trì bình đẳng, nếu đẳng trì bình đẳng thì các đức Như Lai bình đẳng. Nếu nhập vào pháp môn bình đẳng này thì gọi là Tamaheda. Nếu tham tế bình đẳng thì lìa tham tế bình đẳng, nếu sân tế bình đẳng thì lìa sân tế bình đẳng, nếu si tế bình đẳng thì lìa si tế bình đẳng, nếu hữu vi tế bình đẳng thì lìa vô vi tế bình đẳng, nếu sinh tử tế bình đẳng thì niết bàn tế bình đẳng. Nếu nhập pháp môn bình đẳng này thì gọi là đẳng trì của Như Lai không giảm. Vì sao vì đẳng trì không giảm? Cho nên rốt ráo không giảm. Lại nữa, pháp đẳng trì của Như Lai chẳng phải mắt tương ưng, chẳng phải tai mũi lưỡi thân ý tương ưng. Như Lai đối với các căn ấy không có khiếm khuyết phá hoại, không lương vào địa giới, cũng không lương thủy hỏa phong giới, không lương dục giới, sắc giới, vô sắc giới, không lương vào giới này hay giới khác. Vì không nương tựa cho nên không giảm. Đó là rốt ráo không giảm. Do đẳng trì của Như Lai không giảm cho nên Như Lai dùng pháp này tuyên nói rộng rãi cho các chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh được pháp môn đẳng trì của Như Lai. Đây là pháp bất cộng thứ 10 của Như Lai. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, tuệ Như Lai không giảm. Thắng tuệ của Như Lai sao gọi là năng tri? Nghĩa là trí của Như Lai đối với tất cả pháp không tin từ nơi người khác. Sở đắc của Như Lai đối với tất cả pháp không có chúng sinh, thọ giả, của đắc già la. Trí tiền xạo của Như Lai vô tận vô ngại. Trí của Như Lai phân biệt cố nghĩa. Trí của Như Lai trong một câu gia trì tuyên nói 800.000 kiếp. Trí của Như Lai tùy theo các câu hỏi, mỗi mỗi giải nói đoạn trừ nghi hoặc. Trí của Như Lai không có chướng ngại đối với nhất thiết xứ. Trí của Như Lai khéo tuyên nói kiến lập ba thừa. Trí của Như Lai khéo biết rõ 84.000 tâm hạnh. Trí của Như Lai tùy ứng tuyên nói 84.000 pháp uẩn. Như vậy, tuệ thù thắng tối thượng của Như Lai do biên vô tận nói không thể hết. Tuệ thù thắng không giảm của Như Lai vì chúng sinh rộng tuyên nói pháp tuệ không cùng tận. Đây là pháp bất cộng thứ 11 của Như Lai. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, giải thoát của Như Lai không giảm. Sao gọi là giải thoát của Như Lai không giảm? Nghĩa là tùy theo sự thích ứng, Như Lai đều khiến giải thoát. Các chúng thanh văn nghe tiếng mà được giải thoát, các chúng duyên giác ngộ duyên sinh mà được giải thoát. Chư Phật Thế Tôn lìa các chướng ngại hai thủ mà được giải thoát. Đây nói giải thoát nghĩa là chư Phật đời trước đã qua, chư Phật đời sau cho đến chư Phật hiện tại không trụ. Do vậy nhãn sắc hai thủ giải thoát, ta nghe tiếng mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị thân xúc chạm hai thủ giải thoát. Không chấp thủ, không dính mắt, không nương tựa giải thoát, vì tâm tự tánh sáng suốt, trí cũng như vậy. Đây gọi là tướng nhất tâm tương ưng, tuệ thù thắng. Như Lai do đó mà hiện chứng quả chánh đẳng chánh giác. Khi đã chứng ngộ rồi, Như Lai dùng pháp này tuyên nói rộng rãi cho các chúng sinh. Đây là pháp bất cộng thứ 12 của Như Lai. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, tất cả thân nghiệp của Như Lai, trí là con đường trước nhất. Thực hành bằng trí, do vì thân nghiệp của Như Lai đầy đủ cho nên tất cả chúng sinh thấy thân Phật đều được điều phục, nghe Phật nói pháp đều được điều phục, quán Phật im lặng đều được điều phục, thấy Phật thọ thực đều được điều phục, thấy oai nghi Phật đều được điều phục, chiêm ngưỡng các tướng Phật đều được điều phục, quán vẻ đẹp Phật đều được điều phục, chiêm ngưỡng đảnh tướng không thể thấy của Phật và phóng hào hoa đều được điều phục, thấy Phật bước chân hạ chân trong thành ấp xóm làng, hoặc trong hoặc ra, hoặc vào hoặc ra đều được điều phục. Trong bốn oai nghi của chư Phật Như Lai đều là điều phục chúng sinh. Đó là thân nghiệp của Như Lai. Trí là con đường trước nhất. Thực hành bằng trí tuệ. Đây là pháp bất cộng thứ 13 của Như Lai. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, tất cả ngữ nghiệp của Như Lai, trí là con đường trước nhất. Thực hành bằng trí tuệ. Vì sao? Vì chư Phật Như Lai không nói pháp hư dối, nói pháp không đoạn, ham thích nói pháp. Lời nói của Như Lai khiến người chưa biết được biết, không cao, không thấp, không phiền, toái, không quanh co, không thô lỗ, không ác độc, không ham hiểm, không nham hiểm. Nói lời nhu nhuyến, không có lời hủ bại, không có lời khinh động, không có lời diễu não, không nói gấp gáp, không nói trì trệ. Nói lời rõ ràng, khéo nói lời diễn thuyết, khéo nói lời để biết, để người biết rõ.
lời nói vi diệu, âm thanh vi diệu, không khiếm khuyết phá hoại, không sai lầm, lời nói ngọt ngào, to lớn thù thắng vi diệu, không trần lìa trần, không dơ bẩn, không tối tâm, rõ ràng vô ngại, hòa hợp sáng suốt, thân thông mạnh mẽ, tiếng vang không phá hoại, có khả năng sinh niềm vui, phi diệu, thân được hoan hỷ, tâm rất tính thuận. Dứt trừ tham ái, dứt trừ sân nhuế, dứt trừ ngu si, nhiếp phục các ma, chặn các tội nghiệp, dứt trừ lời nói tà dị, chặn đứng lời nói không rõ ràng. Tiếng nói như tiếng rống, tiếng như ca lăng tuần chè, tiếng như đế thích, tiếng như phạm vương, tiếng như hải triều, tiếng như sấm chớp, tiếng như động đất, tiếng như nhãn vương, tiếng như khổng tước vương du hí, tiếng như câu chỉ la, tiếng như chim mạnh mạnh, tiếng như nai chúa, tiếng như sáo, tiếng rõ ràng, dễ thể nhập, tiếng làm cho ý vui, thích nghe, tiếng trong sáng, sâu xa, không ú ớ. Tiếng sinh niềm vui vi diệu, tiếng sinh thiện căn, tiếng văn cú không gián đoạn, tiếng thích nói văn cú, tiếng nghĩa cú hòa hợp, tiếng pháp cú hòa hợp, tiếng nói biết thời, tiếng thuận thời, tiếng không vượt quá thời, tiếng biết được căn tánh của mình, và người khéo diện nói, tiếng bố thí trang nghiêm, tiếng trì giới thanh tịnh, tiếng nhẫn nhục nhu hòa, tiếng tinh tấn dũng mãnh, tiếng thích thiền định vi diệu, tiếng trí tuệ rốt ráo, tiếng đại từ hòa hợp, tiếng đại bi không mệt mỏi, tiếng đại hỷ sáng suốt, tiếng đại xả rốt ráo, tiếng kiến lập ba thừa, tiếng khiến hạt giống tam bảo không gián đoạn, tiếng ăn lập phần vị ba tụ, tiếng ba giải thoát môn thanh tịnh, tiếng quán bốn thánh đế, tiếng quán sát trí, tiếng không hủy bán người trí, tiếng các thánh khen ngợi, tiếng biết hư không vô lượng, tiếng các tướng đầy đủ. Này Xá Lợi Tử, các thứ các tiếng như vậy gọi là tất cả ngữ nghiệp của Như Lai. Trí là con đường trước nhất, hành động bằng trí tuệ, đây là pháp bất cộng thứ 14 của Như Lai. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, ý nghiệp của Như Lai là của Như Lai trí là con đường trước nhất, mọi việc làm đều bằng trí tuệ. Vì sao? Vì tâm pháp của Như Lai không thể nói, ý pháp thất pháp của Như Lai không thể đem trí tuệ biện tài mà đo lường. Trí tuệ của Như Lai tùy theo trình độ mà biết rõ tâm của tất cả chúng sinh, tùy theo trình độ mà biết rõ ý tất cả chúng sinh, thông đạt trí của tất cả chúng sinh, quyết định được các pháp. Các pháp đảng trì cũng không tin từ nơi người khác. Vượt khỏi sở duyên, lìa các duyên sinh, dứt trừ ba cõi và các nẻo ác, thoát khỏi các pháp ma, các dị đoan của ma, giải thoát pháp quanh co huyễn hoặc, xả bỏ ngã và ngã sở, khử trừ vô minh si ám che lấp, tu bát chánh đạo, lìa mọi nghi hoặc, bằng với hư không, pháp giới bình đẳng không sai biệt. Này Xá Lợi Tử, các pháp như vậy và ý nghiệp của Như Lai, trí là trước nhất, việc làm đều bằng trí tuệ, đây là pháp bất cộng thứ 15 của Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Phật thuyết Đại thừa, Bồ Tát Tạng Chấp Pháp Kinh, quyển 15 hết.